Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn sửa cập nhật một cây đàn mới lên trên web hoangpiano.vn. Rồi, bạn Thu Lợi coi và làm theo nha. Piano điện Yamaha Lavinova CLB 785, cái tựa đề viết như vậy là sai. Piano điện Yamaha CLB là cái tên của nó bữa giờ mình đã dùng mà. Cái tên mình rút gọn lại là Vinova là cái tên của dòng đàn. Bây giờ anh sẽ đọc. Dòng đàn piano kỹ thuật số Classic Yamaha Lavinova 785 có thiết kế thon gọn sang trọng như một đồ nội thất. Như một món đồ nội thất đắt giá, đàn sở hữu bàn phím Randstad Couchway với độ nhạy và phản hồi cao, với độ nhạy và phản hồi response, với độ nhạy và giống như phản hồi á, cái này người ta viết sai tiếng Anh sang tiếng Việt á, response key là phím cảm ứng, bàn phím cảm ứng với độ nhạy và bàn phím cảm ứng cao. Response key là mình nhấn vô nó nhẹ thì cái phím đàn nó sẽ kêu nhỏ, mình nhấn vô mạnh thì phím đàn nó sẽ kêu to, gọi là response key. Là bàn phím cảm ứng cao, hệt như một cây đại dương cầm thật sự. Độ ẩm, độ ổn định tuyệt vời. Độ ổn định tuyệt vời và khả năng biểu đạt tinh tế giúp nghệ sĩ. Độ ổn định âm thanh tuyệt vời và khả năng biểu cảm và giai điệu và khả năng biểu cảm của giai điệu tinh tế. Giai điệu nhạc á, khi mình chơi cái độ biểu cảm cái âm thanh nó ra, nó có nhiều cảm xúc tình cảm ở trong đó, thì cái đó là cái giai điệu của âm thanh, thì mình phải ghi như vậy. Giúp nghệ sĩ piano kiểm soát hoàn toàn. Giúp nghệ sĩ piano hoàn toàn kiểm soát ngón tay của mình, giúp nghệ sĩ piano feel, giúp nghệ sĩ piano dễ dàng feel. Dễ dàng feel nhạc và kiểm soát ngón tay. Kiểm soát hoàn toàn ngón tay đàn của mình và kiểm soát hoàn toàn và kiểm soát hoàn toàn ngón tay đánh đàn của mình. Hệ thống âm thanh 53 tiếng tiến bộ rồi. Bây giờ em nói tới phần kỹ thuật và rô đàn đại giao diện bao gồm thứ này nhà mình cải tiến đem lại tiếng vang và âm chân thật của một cây đàn đại dương cầm giao hưởng. Kết hợp mô hình công nghệ ảo để cải tiến đem lại tiếng vang và âm thanh chân thật. Tiếng vang và âm chân thật. Hồi nãy mình nói đại dương cầm rồi. Âm vang chân thật. Và âm chân thật để bạn thưởng thức ngay tại nhà mình. Để bạn thưởng thức ngay một ban nhạc. Ban nhạc giao hưởng tại nhà của mình. Ơi giờ bộ hiệu ứng mà sao viết in hai chữ này lên vậy trời. Bộ hiệu ứng. Đàn piano tiện lợi trong việc tích hợp âm thanh. Đàn còn tích hợp âm thanh Bluetooth. Tiện ích của đàn. Cái này là phần tiện ích của đàn.
về tiện ích của đàn piano điện Yamaha. Anh sẽ lặp lại câu này: CLV 758 785 tích hợp âm thanh Bluetooth, tích hợp chuyển đổi âm thanh, chuyển giao âm thanh bằng Bluetooth, kết nối không dây với ứng dụng Smart Pianist qua ứng dụng app, qua ứng dụng phần mềm Smart Pianist, kết nối không dây với ứng dụng phần mềm Smart Pianist, khỏi cần nói lại Bluetooth, rất phù hợp cho các bạn luyện tập chuyên nghiệp và giải trí. Bán chuyên nghiệp là giải trí đi, đừng lặp lại chữ chuyên nghiệp quá, đừng lặp lại trong một câu, đừng lặp lại một cái chữ nào quá nhiều. Tự hào là một trong những showroom đàn nổi tiếng. Trong những showroom đàn piano điện, mình đang nói về piano mà điện mà đúng không, thì mình phải nói piano điện chứ em. Tại thành phố Hồ Chí Minh, cửa hàng nhạc cụ, cửa hàng rồi, cửa hàng Hoang Piano cung cấp chính hãng. Đàn nội địa, đàn piano, đàn nội địa Nhật Bản, đàn nội địa nhập trực tiếp. Là giải thích lại câu này: nhập trực tiếp từ Nhật Bản. Thôi anh sửa lại mấy cái câu văn của em á, để cho nó dễ hiểu á. Cái này là anh đang chỉnh phần nội dung thôi nha. Thêm vào đó là nhiều chương trình siêu khuyến mãi. Thêm vào đó, chúng tôi có nhiều chương trình, có nhiều chương trình siêu khuyến mãi như giảm ngay 10%. Có nhiều chương trình khuyến mãi như giảm ngay 10 đến 20% cho học sinh sinh viên chấp nhận mua bán, chấp nhận bán trả góp 0%, bảo hành đàn piano, bảo hành đàn chính hãng, không được ghi trọn đời nha, bảo hành trọn đời là phá sản, bảo hành đàn chính hãng, bảo hành chính hãng, bảo trì trọn đời là đàn hư của khách đó mình sửa được. Có dịch vụ nâng cấp đàn cũ cho khách, vui lòng liên hệ không gặp Hoàng, gặp anh Hoàng để được tư vấn cụ thể. Rồi đó, cái phần nội dung anh sửa là như vậy. Và bây giờ anh muốn lên coi cái phần trên hãng người ta viết. Viết về đàn mới thì nó phải có đủ 5 ý như anh đã trao đổi á. Nha. 5 ý là gì? Một ý lấy ra từ cái dòng đàn để cho khách hiểu về dòng đàn đó, như về tổng quan về dòng đàn, sự hấp dẫn của về cái dòng đàn đó, dòng đàn kỹ thuật số, áp dụng công nghệ tiên tiến để tái tạo trải nghiệm biểu diễn cho một trên một cái đại dương cầm, cho phép nghệ sĩ piano bấm phím với tốc độ và độ sâu khác nhau, tạo ra sự đa dạng về âm sắc và mang lại những màn độc diễn cá tính với khả năng biểu cảm tương tự như trên đại dương cầm. CLB thế hệ 700 là dòng đàn thế hệ từ 700 trở đi, chắc chắn sẽ khiến việc chơi đàn trở nên thú vị hơn bao giờ hết.
Đây là một cái lời PR rất hay về cái dòng đàn này. Và bây giờ mình đang viết cho cái cây đàn là 785. Thì cái này á không phải là dòng đàn mà là cây đàn kỹ thuật số. Đang nói về cây đàn này mà. Rồi. Bây giờ anh sẽ giới thiệu ngắn thêm một đoạn về cái dòng đàn này. Rồi anh mới nói về cây đàn này. Và nó còn rất là nhiều cái sự tinh tế và giới thiệu về cây đàn này ha, thì anh sẽ không có vô cái phần đó, anh sẽ viết thêm một cái đoạn để em nhớ là mình có 5 cái trình tự. Mình viết sao lại cái sự hiểu của mình. Dòng đàn CLB, dòng đàn CLB 700 nó ra đời với mục đích gì? Dòng đàn CLB 700 ra đời với mục đích giúp người chơi biểu diễn chuyên nghiệp như trên đàn, như trên một cây đàn, như trên cây đàn giúp người chơi biểu diễn chuyên nghiệp như trên đàn đại dương cầm. Bạn sẽ thao tác phím, thao tác nè, người ta nói bấm phím và tốc độ sâu hơn. Bạn sẽ thao tác phím chuẩn hơn và nhanh, chuẩn và nhanh hơn. Để có thể trình diễn một bài nhạc khó dễ dàng. Một trong số những cây đàn nổi bật thuộc series 700 của Lavinova là piano kỹ thuật số flagship Yamaha CLB 785 phải với thiết kế thon gọn. Rồi xong. Ok Diệp ha, đó anh cũng lấy một ý từ cái ý đầu tiên của cây này. Phần nội dung là anh sửa như vậy, em hiểu rồi đúng không? Tiếp theo piano digital em để cho anh đúng rồi. Ôi, tới phần hình ảnh á, thì anh sẽ cần đầy đủ những tấm hình của nó. Bây giờ anh sẽ vô cây đàn nó. CLB 785 chứ gì. Hình ảnh đây. Một cái dòng đàn người ta nói về nó rất là nhiều và hình ảnh của nó bắt đầu rất là đẹp luôn. Nhìn mà choáng ngợp. Hình ảnh nhà đây, ảnh sản phẩm 785 quá là cầu kỳ và quá là chuyên nghiệp. So nice. Cái này là màu đen. À, em lấy cái hình này là cái kiểu này.
coi nó coi cái kiểu tiếp theo của nó. Này là màu đen. Cái này là màu police. Nè, police epony là màu BE. Rồi nó có màu trắng, police white là màu đen bóng. Rồi màu đen bóng, rồi màu trắng bóng, rồi màu đen bình thường. Thì chúng ta thấy là nó có ba cái màu. Ha. Màu đen. Màu police white là màu BB. Ebony. Đen bóng. Rồi bây giờ anh thấy em đã đau cái tấm hình gọi là màu đen nhám. Em mà đau đen, đen thường hay đen bóng vậy ta? Em đau đen thường. Bây giờ anh sẽ đao thêm màu đen bóng nữa, màu trắng, anh đao màu trắng về. Cái đàn này là Yamaha CLB 785 Y. Oh man, nó không cho đao hình rồi cô ơi. Đây, bấm vô đây thì mới được đao nha. Yamaha Piano CLB, phải đặt tên hình nữa, 785 Y trắng này. Màu này là màu BW. Màu này là màu B, màu black. Là cái mã màu của nó đó em. Rồi em đã đao rồi. Màu này là màu BE. Save if may. Piano điện Yamaha CLB 785 BE đó. Nữa anh lại ghi sai nữa rồi, em cũng cẩn thận nha. Em phải bấm vô cái hình to rồi, rồi em save hình lại. Ok. Hoàng Piano sẽ cố gắng bán rẻ hơn với nhà sản xuất. Bởi vì mình bán lại cho nhà sản xuất, họ sẽ cho mình cái giá tốt nhất. Nên khách mua qua hàng Pino cũng là mua hàng mới nhưng mà giá nó rẻ hơn. Đơn vàng giản quá mà. Rồi bây giờ em lấy hai cái hình đó về rồi. Thì anh coi lại cái hình này của em, anh đặt tên nó là màu black. Đó. À, thích thì anh ghi màu đen hay anh ghi black luôn. Thôi anh ghi chữ tiếng Việt màu đen. Màu đen. Rồi, đen. Ok. Và bây giờ up hình như thế nào? Mình sẽ đi xuống cái phần chỗ này nè em. Thêm thuộc tính á, mình sẽ up hình ở chỗ thêm thuộc tính. Nhấn vào. Em sẽ chọn là cái màu sắc, em đổi kích thước thành màu sắc nha. Rồi em sẽ nhập vô nó. Cho anh là màu BY. Là police white. Tiếp đó là màu, hồi nãy mình để nó là màu đen đầu tiên đúng không? Thì là màu black, là màu bi á, cái chữ viết tắt tiếng Anh á. Sau đó mình viết tới bi white là màu đen, là màu trắng bóng. Tiếp theo là màu be là màu đen bóng. Rồi em sẽ nhìn dưới đây người ta có để cái này CLB 785 B là mình SKU cho nó. Xong rồi BW là màu trắng bóng. BE là màu đen bóng. Rồi cứ để số lượng là không đi, bởi vì mình còn, bởi vì trên hàng này mình để không á, rồi mình lưu lại. Sau khi em bấm lưu á
thì nó sẽ ra như vậy. Bên này á, để số lượng là không, bởi vì mình còn một cái trang gọi là trang nhập kho nữa. Cái đó liên quan đến phần kho rất là phức tạp, bên anh sẽ làm. Nên nhập kho bao nhiêu cây đàn ở trong kho. Còn cái phần này là chỉ cứ để cứ không. Rồi. Cái màu màu đen á là mình đã úp lên rồi đúng không? Anh sắp theo thứ tự nó đúng luôn. Rồi bây giờ anh muốn để cây màu trắng vô nè. Thì anh bấm vô cái hình ngay trên này. Anh nhấn vào thêm ảnh. Để cây màu trắng vào. Nó sẽ tải lên. Đấy. Lưu lại. Thì tự động. Cây đen xong rồi cây trắng nó đã lên màu rồi. Tiếp theo anh thêm ảnh cho phần cây đen bóng BE. Rồi đó. Anh lưu lại. Thế là chúng ta đã có những cái cây đàn rất là đẹp lên trên trang web Hoàng Piano và bài giới thiệu rất là súc tích và đơn giản. Như vậy là được rồi. Khách muốn hỏi thêm thì khách liên hệ và chắc chắn Hoàng Piano sẽ bán giá rẻ nhất thị trường Việt Nam, rẻ hơn cả nhà sản xuất. Bởi vì đó là tiêu chí của nhà sản xuất đưa ra cho các đại lý của anh ta. Anh Yamaha này. Rồi xong. Cảm ơn các bạn, cảm ơn quý khách đã theo dõi. Hoàng Pino đã có được cái trang web là chuyên nghiệp nhất hiện tại và đầu tiên ở Việt Nam. Nhờ cái khả năng thiết kế hơn 15 năm tạo ra rất nhiều tỷ phú cho Việt Nam của Tuy Un. Và bây giờ đến năm nay thì Tuy Un hợp tác với bên Sabo về làm code, còn Tuy Un sẽ vẫn tiếp tục làm giao diện. Nếu mà mình có kinh nghiệm về thiết kế thì mình mới có thể làm ra web đẹp và chuyên nghiệp, đầy đủ tính năng và thích ứng với việc dùng của khách hàng. Đó là như vậy. Trang web này sẽ chính thức hoạt động vào ngày 1 tây tháng 7 là tôi sẽ sửa hết. Rồi ghi thêm phần giới thiệu, hỏi đáp, chính sách, tin tức. Phần này tôi đang lo nó rất là nhiều và trang web cũng sẽ cập nhật tất cả sản phẩm lên các cửa hàng online luôn. Thì nếu ai xem được video này muốn có nhu cầu thiết kế website chuyên nghiệp thì liên hệ với Tuyun. Đồng hành với Tuyun cùng Sabo thì quý vị sẽ có một cái thương hiệu làm ăn chuyên nghiệp về tất cả lĩnh vực quảng cáo, truyền thông, marketing, thiết kế, kỹ thuật, lập trình, bảo mật. Tuyun đều làm được. Và có những đối tác sẽ hỗ trợ để phát triển. Về phần content thì quý vị cũng thấy tôi cũng làm được tất cả. Master của Master về công nghệ đã là từng làm việc với tập đoàn quảng cáo hàng đầu thế giới là OUV. Nên tôi chắc chắn sẽ mang lại cho khách hàng của mình, những người khách hàng mà còn đang giữ dùng hosting trên Mắt Bảo có thể liên hệ tôi để tôi phát triển định hướng và tìm ra những nhân tài giống như những bạn content để làm cho trang web nó chuẩn. Thì một trang web chuẩn thì phải có cả việc thiết kế, việc lập trình chuẩn SEO và việc làm content đúng nữa. Nên bây giờ tôi sẵn nói như vậy, quý vị thấy làm một cái trang web không hề đơn giản. Nếu mà cứ nghe rêu rao trên mạng là làm web rẻ rồi làm ra rồi mai mốt cũng bỏ, rất là uổng công, uổng tiền và uổng sức nha. Một trang web rẻ không thể giúp cho quý vị thành công. Nhắm trong tay có 20 triệu thì bắt đầu làm kinh doanh với Tuyun là được. Rồi, bye bye.